Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì chúng tôi đang có một chiếc quạt. Và chiếc quạt này thì nếu như quý vị mua về, quý vị không biết lắp, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái cách lắp của một chiếc quạt như thế nào. Đầu tiên khi chúng ta tháo rỡ ra thì nó có hai mặt. Một là cái mặt đã hoàn thiện, là mặt này. Mặt này là mặt hoàn thiện rồi, nó rất là đẹp. Còn mặt sau này của nó là mặt chưa hoàn thiện, tức là cái mặt này là mặt sau, tức là người ta gọi là mặt hậu. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy con số, đây là số 1 này. Anh em nhìn thấy chưa? Số 1 sẽ là cái con số để chúng ta lắp san ra đầu tiên. Đấy, đây. Và điểm thứ hai chúng ta nhận biết được nữa, đó chính là các cái vết khoan ở đây này. Cái vết khoan thủng này này. Cái vết khoan thủng này là chúng ta phải nhìn thấy. Bởi vì nếu như có cái vết khoan thủng này thì chúng ta sẽ xòe ra đầu tiên. Xòe ra như thế này. Chúng ta sẽ xòe cái ván đầu tiên ra như thế này. Đấy. Làm sao để chúng ta nhìn thấy cái độ check của nó tương đương với lại gần như là chúng ta thấy được rằng nó vuông góc, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ lấy tiếp theo mảnh thứ hai, chúng ta gạt vào đây, chúng ta chồng lên như thế này. Đấy, hai cái đầu này là nó cách nhau khoảng độ 1 phân ở cái mép đầu này này. Đấy, cái thứ ba tiếp theo, đây là con số 3, anh em nhìn thấy chưa? 1, 2, 3, đây là cái thứ ba, anh em thấy chưa? Vào đây. Đấy, và cái thứ tư lại tiếp theo, cho nó xuống dưới này nhá. Đấy, tiếp theo nữa là cái thứ 5. Đấy, rồi. Đây, bỏ này là cái thứ 6. Anh em sẽ thấy này. Đây, cái thứ 6 đây. Đến cái thứ 7. Và anh em gạt cái này ra, san nó ra như thế này. Đấy, đây là cái thứ 8 này. Sang đến cái thứ 9 này. Cái thứ 10 này. Cái thứ 11 này. Đây là cái thứ 12 này. Đây. Đấy, có tất cả là 15 cái. Đấy. Và anh em nhìn thấy các cái điểm lỗ này rồi, đúng không ạ? Đây là điểm mắt vít. Đấy. Đây, những cái điểm lỗ này là điểm mắt vít. Thì đây là những con vít này. Con vít này. Đấy, bỏ ra cho anh em lắp. Và hai cái thanh này. Đấy, hai cái thanh này, đây là ba thanh. Thanh này là cái thanh để treo này. Thanh để treo thì là sẽ phải lắp ở giữa. Đấy. Thanh để treo này là sẽ phải lắp ở giữa như này. Thì các cái thanh này người ta sẽ lắp như này. Đây. Đây. Người ta sẽ lắp như này. Bên này. Đây, người ta lắp như này. Đấy. Bên này thế này, người ta sẽ lắp như này. Đấy. Cái mấu này nó sẽ là cái điểm giữa, tí nữa sẽ lựa chọn đúng cái điểm giữa như này. Đấy, là chúng ta lắp như này để chúng ta treo cái quả này lên. Cái dây này nó sẽ là dây treo này. Đấy, anh em thấy chưa?
một chiếc quạt này để mà lắp lên ấy, nó cũng cần phải một cái sự tỉ mỉ, cẩn thận. Chứ không phải là chúng ta thích lắp thế nào thì chúng ta lắp. Đúng không ạ? Rất là cẩn thận luôn. Đấy. Nó không hề đơn giản đâu. Đây, tôi sẽ lắp dần vào cho anh em xem. Đây là những con vít này. Chúng ta cần con vít này. Đấy. Bắt đầu chúng ta lắp từ đây. Cái điểm lắp ấy, thì khi mà chúng ta chọn được cái đầu này này, chúng ta cách cái đầu này nó khoảng 1 phân thôi. Đấy, cách vào khoảng 1 phân như này. Bắt đầu chúng ta lắp. Ok. Lắp tiếp cách 1 phân là chúng ta bắt đầu lắp. Nó chéo nhá, thì chúng ta phải lắp chéo, không có nó xuyên thủng sang bên kia. Ok. Đấy. Chúng ta thấy lắp nó cũng rất là dễ thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Chúng ta lắp chéo vít, không có nó xiên thẳng lại, là nó sẽ xiên sang bên. Đấy. Rất là ok. Nó có hai cái lượt vít, lượt trong lượt ngoài. Đây là một lượt ngoài này, đây là lượt trong này. Đấy, thì bây giờ chúng ta cứ bắt cái lượt ngoài đã, cho nó ok, nó chuẩn đi đã. Sau đó thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ bắt lượt trong. Khá là đơn giản thôi, nếu chúng ta biết cách, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta không biết cách thì nó sẽ rất là phức tạp. Nếu chúng ta lắp mà ngược ấy thì nó cũng không thể lắp được. Chúng ta bắt buộc là chúng ta phải lắp chuẩn. Xem xong cái video này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể lắp được cái quạt này. Đầu tiên, nếu như mọi người không xem cái video này ấy, mọi người lắp sẽ rất là khó, bởi vì là không biết lắp như thế nào, đúng không ạ? Mà chúng ta lắp cái này chúng ta chỉ cần dùng đến cái vít tay thôi, cái tô vít tay thôi. Chúng ta không nên dùng máy, bởi vì máy nó bắn đôi khi là nó sẽ quá tay, là nó sẽ rất là phức tạp. Chúng ta dùng cái vít tay này, chúng ta vặn nó vừa tầm này, nó vào nhẹ nhàng, nó đơn giản thôi, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta không cần phải vội vàng gì, bởi vì lắp cái này nó là một nghệ thuật. Chúng ta cứ nhẹ nhàng chúng ta làm thôi. Lắp đúng chiều, kể cả chúng ta tháo dỡ ra nó cũng đúng chiều, để làm sao mà nó chuẩn. Thì khi mà lắp thì nó sẽ rất là ok. Huy đứng ở đầu kia, Huy quay đứng xa xa ra. Đấy, nếu mà chúng ta không dỡ cái này hẳn hoi ra chúng ta soạn thì nó sẽ rất là khó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ check như này.
quay rộng nó ra ngoài, đứng rộng nó ra quay nó dễ hơn. Đấy, đứng hẳn ra chỗ góc kia kìa. Đây, chúng ta thấy không ạ? Sắp sửa ok rồi. Chúng ta thấy không ạ? Vít thì nó chỉ có những con vít bé bé ngắn ngắn như này thôi, thì nó vừa tầm. Chúng ta mà lấy cái vít to ấy, thì cũng không được, vít dài cũng không được, vít nó vừa đủ thôi. Đấy. Cái này nó lại khoan ngược lên. Cái khoan người ta cũng đã khoan ngược cho mình rồi, cho nên là mình phải hiểu đúng chiều của nó thì nó sẽ rất là hay. Đây, nó còn những cái đường, những cái đấy ở đằng dưới này này. Ngoài cùng là phải bắt vít nhiều hơn. Em thấy không? Không hề đơn giản đúng không ạ? Nó sẽ còn rất là nhiều các con vít ở các cái điểm. Nên chúng ta phải hết sức là cẩn thận khi mà chúng ta lắp. Như thế này là chúng ta đã thấy được rằng là lắp về cái phần cơ bản thì cái quạt này đã nó đã hình thành rồi. Bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải lắp cái khung này. Đấy, lắp cái khung này. Lắp cái khung này cũng không đơn giản tí nào đâu. Chúng ta phải chỉnh sửa làm sao cho nó chuẩn. Thứ nhất là cái chiều này. Đây, nó phải ở điểm này. Nhưng tí nữa phải bắt fit vào những cái điểm này thì chúng ta mới làm được. Thì đây này, những cái điểm mà chúng ta thấy không ạ, về các cái điểm bắt fit thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chẳng hạn nó như thế này, là chúng ta phải bắt fit nó vào.
đây nó phải bắt buộc nó phải như này. Nếu mà bây giờ mà lắp như thế này, đây đây như này đấy, thì chúng ta phải bắt cái vít này lại, bắt cái vít này lại. Bắt hết các cái con vít này lại với nhau. Bắt vít kiểu đấy. Đây. Đấy, mặt vít như này, sau đó chúng ta úp vào ngược lại như này. Đấy. Rồi. Đây là điểm giữa của nó này. Đấy, chúng ta sẽ thấy không ạ? Chúng ta lấy cái thước chúng ta đo cái điểm này. Nó bắt vào đây. Chúng ta đo cái điểm này. Con đây vừa rồi. Đấy. Đây. Chúng ta chia cái này ra. Đo vào đây là cái nó ok, đúng không ạ? Điểm này 26 này. Đây, điểm này 26 rồi. Ok, chuẩn rồi. Đấy. Sau đó là những cái điểm này này. Anh em thấy không ạ? Tất cả những cái điểm này là người ta phải bắt vít nó vào. Bắt vào cái điểm này. Khoan, bắt vào những cái điểm này. Điểm này. Đấy. Bởi vì là cái này là cái chính để nó gông, nó sẽ treo cả cái quạt này lên. Mà cái quạt này thì nó cũng khá là nặng, cho nên là cái thanh này nó phải rất là chắc. Đấy, rất là chắc luôn. Thì khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta phải có cái khoan. Tí nữa tôi sẽ khoan, đánh dấu ở đây, một lỗ ở đây. Khi khoan xuống dưới này, bắt xuống dưới này rồi thì nó sẽ giữ ở cái điểm này. Đấy, những cái điểm này là khoan ở cái điểm này thì hai cái lá này nó vào với nhau thì nó sẽ không bị lộ. Đấy, điểm này. Điểm này. Điểm này. Đấy. Là chúng ta phải bắt thì nó mới chuẩn được. Đấy, tí nữa tôi sẽ đánh dấu. Đây, những cái điểm này. Điểm này. Đấy, sau đó tôi sẽ kẻ một cái đường ở đây. Nay mai lắp lên rồi thì cứ như thế thôi, đúng không ạ? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ thấy được rằng là một cái video mà chúng tôi lắp này, nó sẽ tương đối là hoàn chỉnh. Tôi sẽ đi lấy cái bút nhé. Anh em chờ một tí. Trong này có cái bút không nhỉ? Thank you.
cái khoan này nào. Để hỏng hết. Đây rồi, chúng ta đã có cái bút ở đây rồi. Cái bút ở đây chúng ta sẽ đánh dấu. Những cái điểm này là cái điểm chúng ta phải khoan này. Điểm này là điểm phải khoan này. Đấy. Lấy cái điểm này là điểm phải khoan này. Đấy, chúng ta làm chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Điểm này là điểm phải khoan này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ vạch cái đường này này. Đấy. Chúng ta sẽ vạch cái đường này để cho nó chuẩn. Nay mai các bạn còn lắp vào ấy thì nó mới chuẩn được. Đúng không ạ? Nếu mà không ấy thì các bạn sẽ không lắp được. Đấy, chúng ta sẽ phải lắp như này để cho nó chuẩn này. Bởi vì cái này chúng tôi đã làm chuẩn rồi thì bắt buộc là đến tầm này là chúng ta phải lắp làm sao cho nó chuẩn. Đấy. Ok chưa? Điểm này là chúng ta sẽ phải khoan ở đây. Những cái điểm như thế này. Cái này điểm này thôi cũng được. Điểm này. Điểm này. Có cái mũi khoan không? Mũi khoan này, mũi 4 này. Đây là cái khoan. Thử xem cái hộp khoan nó để đâu. Thôi, như thế này là anh em đã thấy ok chưa? Và bây giờ tôi phải đi tìm cái mũi khoan đã. Sau cái video này thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị một chút về hoàn thiện. Còn như thế này là anh em đã thấy là cũng đã là hoàn thiện rồi. Bây giờ chỉ có lắp thêm mấy cái vít vào đây nữa thôi. Khoan mấy cái vít vào đây nữa là ok. Và cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi. Tôi cũng rất là xin lỗi anh em bởi vì khi mà mang ra đây lắp ấy, tôi cũng không chuẩn bị kỹ 100% cho quý vị. Bởi vì là anh em thợ nó mang đồ đi lắp cho nên cứ tưởng là trong nhà nó đầy đủ nhưng mà thiếu mấy cái vết khoan đây nữa. Thì thôi, đây cũng là một trong những cái clip mà cũng đã được hoàn thiện khá là ok rồi. Nó như thế này là nó đạt đến 99% rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lắp mấy con vít vào đây nữa thôi là chúng ta đạt 100%. Và cái này nó sẽ treo lên, đây là cái móc treo là ok rồi. Cho nên là quý vị thấy không ạ? Khi trên tường quý vị chỉ cần khoan một cái lỗ để làm cái móc treo đây nữa là ok. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Sau video này thì tôi có thể là chia sẻ thêm cho quý vị lắp cái quạt bé hơn, hoàn chỉnh hơn và đạt được 100% hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi.